一岁，蝉鸣声叫醒了熟睡，日落下沉醉，光透过我指尖消退，展开涟漪心如潮水，让时间不再防卫，晚风轻轻吹，想来一杯柠檬气泡水，一口夏天的陶醉，阳光真明媚，我和你刚好搭配，加点冰有微醺的风味，哦哦，不要再皱眉，哦，你像气泡水蔓延心动的滋味，发烧随风吹，我为你Thư Ý, anh đang làm gì vậy? Anh cứ chuẩn bị kỹ vào, chắc không sao đâu. Nhạc Tinh Châu, mời ngồi. Mời cậu tự giới thiệu bản thân. Tôi tên là Nhạc Tinh Châu. Cậu ta là đàn ông mà không suy nghĩ phải làm sao để cố gắng phấn đấu. Đằng này là chỉ nghĩ cách đi đường tắt. Cậu ta tưởng anh là... Tưởng tôi là ai? Có thể đây là hiểu lầm thôi. Cậu ta tưởng anh là cậu của Nhạc Nhạc, cho nên mới đá cô Trịnh rồi hẹn hò với Nhạc Nhạc. Vậy kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai của anh là gì? Sau khi làm việc cho Dương Sang, tôi sẽ thể hiện giá trị bản thân trong công việc. Đang nhớ anh này. Em còn làm tiếp chuyên đề Dân Sang nữa không? Đương nhiên là phải làm tiếp rồi. Cuối tuần em cũng phải chuẩn bị tăng ca. Cuối tuần xếp thời cũng tăng ca sao? Không biết liệu em có cơ hội để thể hiện bản thân không? Em đến rồi này. Em tàn hình rồi à? Em qua kia ngồi đi. Thank you.
Nói đến tăng ca là đến tăng ca thật. Cậu đặt 2 vé xem phim giúp tôi đi. Anh có muốn bao rạp không? Không cần. Chọn suất chiếu sớm nhất. Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin vào điện thoại của anh. Mình có đi xem phim nữa không? Không vội, xem em trước đã. Anh đang xem gì em vậy? Xem thử bộ phim này có đáng để em bỏ ra 2 tiếng đồng hồ hay không? Anh Thời Yến, anh cũng đến xem phim à? Fiona, sao lâu rồi anh không đến tìm em vậy? Phim sắp chiếu rồi, đi thôi. Em yêu à, anh biết là em đang nghĩ gì. Đợi anh viết xong bài này rồi mình kết hôn. Anh có muốn ăn bỏng ngô không? Anh không ăn. Anh Thời Yến, gọi gì đó uống đi. Hai người có muốn uống gì không? Không cần đâu, cảm ơn em. Anh ăn cái này đi. Anh không ăn. Anh ăn một miếng thôi mà. Em sắp kết hôn rồi, anh nhớ đến tham dự nhé. Nữ chính cũng ác thật đấy, gửi thiệp cưới cho anh ta ngay lúc đang đỉnh cao sự nghiệp, đúng là ác thật. Thì đó, phải từ từ chứ. Sao cơ? Chờ đầy tháng rồi hẳn mời. Nhưng em thấy phụ nữ không ác thì không ổn. Anh cầm giúp em với, em vào nhà vệ sinh một lát. Tôi xuống dưới chờ cậu. Anh Thời Yến, cô gái đi cùng anh hồi nãy đâu rồi? Cô ấy vào nhà vệ sinh rồi. Cô ấy đẹp thật đấy.
Đúng là rất đẹp. Phải rồi, em đã đặt bữa tối rồi. Anh có muốn đi cùng không? Không đâu. Cô ấy ngại người lạ lắm. Đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Phim kiểu này đúng là lừa người. Đúng thế, nhạt nhẽo quá. Tôi sẽ không bao giờ đi xem nữa. Tạm biệt. Ngại người lạ cơ đấy. Anh yêu, sao toàn gặp nhau trùng hợp vậy nhỉ? Kiểu gì hôm nay cũng phải giới thiệu cô gái này cho em rồi. Cô ấy là Fiona, Trịnh Thư Ý, phóng viên của Tuần Sa Tài Chính Kinh Tế. Chào cô Trịnh, tôi là Fiona. Chào cô Fiona. Anh đã đặt nhà hàng rồi, mình đi ăn đã. Để sao hắn nói. Anh đi trước đây. Tạm biệt. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Em lại muốn làm gì nữa? Em không muốn ngồi xe. Anh đi dạo cùng em đi. Phim cũng xem rồi. Đi dạo một lát thì sao chứ? Phục vụ nguyên suất luôn. Phục vụ? Anh phục vụ em à? Cũng không phải là ý đó. Ai mới là người cần thể hiện cho tốt chứ? Anh sao? Tự dưng em muốn ngồi xe rồi. Cảnh vừa rồi làm anh ấy ngất ngay à. Nhưng mà giữa chốn đông người thế này mà hôn thì không ổn lắm. Khiến bọn nhỏ học thói xấu mất. Nhiều lúc đàn ông không kiềm chế được sự chiếm hữu thật khiến người ta lo lắng. Em làm gì vậy? Tưởng anh hôn em à? Đúng vậy, không được sao? Anh không có thói quen hôn giữa chốn đông người. Biết vậy, nảy lên xe ngồi cho rồi. Ngày mai đi ăn cùng nhau không? Không. Thư Ý, giờ này cô vẫn ổn chứ? Sao anh ấy lấy điện thoại của em? Không phải anh đang nghĩ em có ý gì với họ đấy chứ? Cũng không phải. Anh thấy đàn ông trên thế giới này đều có ý với em. Tôi hoàn toàn không có đâu ạ. Nếu anh nghĩ vậy thì em cũng chịu. Sao nghe cứ như là mình đi lừa tình vậy? Em cười gì? Không có gì. Dù sao em với họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Muốn người ta không biết, trừ khi mình không làm. Anh nói cứ như là hẹn hò ấy. Hôm đó em đi mua vali đúng lúc gặp nên mới tiện thể đi ăn cùng. Em mua vali làm gì?
Mấy ngày đó em đứt từng khúc ruột, định trời bỏ nơi khiến em đau đớn không thiết sống này đến một thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới. Đi bao lâu? Ở mấy ngày. Em nói là em muốn đến một thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới, anh có đang nghe em nói không vậy? Tẻ nha. Em đi công tác, thực hiện phỏng vấn. Nhưng đi thì đi, cũng tiện thể thu thập ít tài liệu. Kiểu gì cũng phải mất 7, 8, 9, 10 ngày. Khi nào em đi? Em đã liên hệ với đối phương rồi, có thể đi bất cứ khi nào. Một mình sao? Chứ không thì đi với ai? Gửi anh thông tin khách sạn và chuyến bay. Hỏi han ân cần chính là tình nồng ý đượm. Em với Dụ Du chỉ là bạn bè bình thường thôi, còn bình thường hơn cả bình thường nữa. Thay vì ở đây suy đoán em với anh ấy có quan hệ gì, thì anh nên lo cho Tiểu Nguyệt ấy. Em ấy mới là người hừng hực khí thế. Trí tưởng tượng của anh không phong phú đến vậy. Anh cũng không rảnh. Anh không quan tâm cháu gái mình à? Em tưởng đứa cháu gái anh ngốc thật à? Nó tài lanh lắm đấy. Sếp Thời, sếp Trần nói muốn hủy cuộc họp hôm nay. Tại sao? Sếp Trần nói anh ấy có chút chuyện. Cụ thể hơn thì anh ấy không nói. Cậu chuẩn bị chút cà phê, chúng ta đến Lạc An. Vâng, thưa sếp. Vất vả rồi, cảm ơn. Sếp Thời, cuộc họp đã bị hủy rồi mà. Anh đến. Gần đây mọi người đều vất vả. Tôi mang cà phê đến cổ vũ tinh thần cho mọi người. Cảm ơn sếp Thời. Dương Sang sẽ không bỏ mặc Lạc An đâu. Anh cũng phải cố lên. Cảm ơn sếp Thời. Hiện tại nhân viên Lạc An đang nhục chí, tinh thần uể oải. Tôi cảm thấy có chút bất lực. Trần Khang, chỉ có người quản lý ý chí vững vàng mới khiến nhân viên của mình yên tâm. Tôi tin rằng chỉ cần anh thì Lạc An nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng phòng thí nghiệm vẫn luôn làm việc theo nhịp mà Bruce đề ra. Quả thực anh ấy dẫn dắt mọi người rất tốt trên phương diện kỹ thuật. Chúng tôi khó mà tìm được người thay thế anh ấy trong thời gian ngắn. Xuất phát điểm của anh cũng là dân kỹ thuật mà. Cả đội đều rất tin tưởng anh. Tôi không làm được đâu. Mấy năm nay tôi đều tập trung cho việc quản lý. Đã lâu rồi chưa tham gia trực tiếp nghiên cứu. Nhưng anh là linh hồn của Lạc An, anh không thể trốn tránh được. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cởi dây phải tìm người buộc dây. Sếp Thời, nếu Lạc An thất bại, liệu có phải sẽ gây rắc rối lớn cho anh không? Thắng thua là chuyện thường tình. Dân Sang và Lạc An đều còn rất trẻ, sẽ có vấp ngã, nhưng tuyệt đối không được sợ hãi vấp ngã. Tôi hiểu rồi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dẫn dắt Lạc An vượt dậy. Alo. Được, tôi hiểu rồi. Thưa ý, ngày kia anh bận họp nên không đi tiễn em được. Anh sẽ bảo anh Phạm chở em đến sân bay. Em giận rồi à? Tiên nữ,
Tiên nữ bé nhỏ đừng giận anh mà. Anh đi đâu vậy? Chưa gì đã nóng ruột vậy à? Để anh đi nấu mì cho tiên nữ. Cô báo với trưởng ban chưa? Bay chuyến mấy giờ vậy? Sáng ngày mai à? Chị Thư Ý, chị Nam, em quay lại rồi. Quay lại rồi đấy à? Em muốn quay lại từ lâu rồi. Nhớ các chị quá đi mất. Giờ em rất háo hức lao vào công việc. Nghe không giống em chút nào cả. Quay lại đúng dịp lắm. Vừa hay chị có việc cho em. Là gì ạ? Đi công tác với chị. Đã rõ. Mời hai cô ngồi. Chào anh La. Tôi là phóng viên Trịnh Thư Ý ở bên Tài chính Kinh tế. Đây là phóng viên thực tập Tần Thời Nguyên. Chào hai cô. Nghe danh cô Trịnh đã lâu. Không dám đâu. Vậy chúng ta bắt đầu. Anh La, anh là một doanh nhân về nước thành công. Anh có lời khuyên thiết thực nào cho các bạn trẻ vẫn đang mông lung không? Thực ra lời khuyên của tôi rất đơn giản. Chính là mong ước rộng lớn mà vẫn giữ tấm lòng ban đầu. Được rồi, thế nào ạ? Có đẹp không? Đẹp lắm. Đẹp đấy. Chị Thư Ý, chị chụp ảnh mà không gửi là lãng phí tài nguyên đấy. Gửi cho ai? Em xong việc rồi à? Không ngờ bên nhận phỏng vấn lại nói chuyện sôi nổi như vậy. Đã xong việc rồi, xem còn chưa quay về. Đây là lần đầu em tới Quỳnh Hải. Nơi này đẹp thật đấy. Tiểu Nguyệt còn chụp ảnh cho em nữa. Em còn muốn nghỉ phép 2 ngày để chơi thỏa thích. Thư Ý, Thư Ý không biết Giang Thành sang. Tiểu Yến thời gian mỏi mắt chờ. Nhưng em còn nhớ anh hơn. Nhạc Tinh Châu, cậu nhìn đi. Dạo này cậu làm việc toàn để xảy ra sơ sót. Mà lần này là do lỗi của một mình cậu. Nhưng lại bắt cả phòng giải quyết hậu quả. Tôi chẳng thể nào ăn nói với mọi người được nữa. Anh Hồng, được rồi, cậu không cần giải thích. Tôi cũng không làm khó cậu. Cậu tự đến phòng nhân sự làm thủ tục xin nghỉ đi. Anh Hồng, tôi... Này, nửa đêm rồi còn gõ cửa gì vậy? Tên Châu.
Đây là gì? Thư ý. Thư ý. Nhạc Tinh Châu, anh coi tôi là cái gì? Anh dám xem ảnh truyện thư ý trước mặt tôi hả? Không mượn em quan tâm. Nhạc Tinh Châu, tôi mới là bạn gái của anh. Anh có biết tôi đã làm bao nhiêu việc cho anh không? Anh muốn đổi xe, tôi bảo bố mẹ mua xe cho anh. Anh muốn giàu dân sang, tôi giúp anh tìm mối quan hệ. Anh còn có lương tâm không? Có lương tâm để làm gì? Cô là một kẻ lừa đảo, hại tôi mất đi thư ý. Bây giờ tôi còn mất cả gì? Tôi hại anh sao? Tất cả đều do anh tự chuốc lấy mà thôi. Tôi đã thật lòng yêu anh. Còn anh đã từng yêu tôi hay từng thật lòng yêu Trịnh Thư Ý chưa? Anh không hề. Anh chỉ yêu tiền và tiền đồ thôi. Anh chỉ yêu những người có thể cho anh những thứ đó. Khi nhận ra tôi không thể giúp anh có được những gì mình muốn, thì anh lại nhớ tới Trịnh Thư Ý. Anh tưởng anh là hạng tốt đẹp lắm đó hả? Muốn đi thì cút xéo luôn đi. Xem Trịnh Thư Ý có thèm để ý tới anh không. Giờ cô ta đã ở bên cạnh Thời Yến, thậm chí còn chẳng nhìn đến anh. Chứ đừng nói tới việc quay lại với anh. Không còn ai cần anh ngoài tôi đâu. Sếp Thời, sếp Thời, tôi có chuyện muốn nói với anh. Bạn trai, bây giờ chắc là bạn trai cũ của tôi. Anh ta vẫn còn nhớ nhung Trịnh Thư Ý. Anh có biết không? Tôi biết thì sao? Mà không biết thì sao? Có vẻ cô chưa biết rõ về tôi. Tính tình tôi không tốt lắm, rất tự phụ. Nếu cô còn đường đột tới tìm tôi gây chuyện, tôi sẽ thay Trịnh Thư Ý tới tính sổ thù mới hận cũ với cô luôn cả thể. Đã hiểu chưa? Sếp Thời bận việc nên bảo tôi tới đón hai cô. Không cần đâu anh Phạm. Vậy em về bằng cách nào? Thiên cơ không thể để lộ. Tiểu Nguyệt, Dụ Du, thêm một vòng nữa nào. Cuối cùng em cũng về rồi. Em nhớ anh lắm. Chúng ta về nhà nè. Phiền anh rồi. Không có gì, việc nên làm mà. Nếu không còn việc gì thì tôi về trước. Tạm biệt.
Mọi người vất vả rồi. Sếp Thời, thật ra tôi còn không chắc liệu lần này là An có thể vượt qua ải hay không. Nhưng anh là ân nhân của Lạc An, là bạn của tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Nếu có vấn đề, chúng ta sẽ cùng giải quyết. Tôi vẫn rất tin tưởng Lạc An, tin tưởng mọi người. Tôi mời mọi người. Cảm ơn sếp Thời. Tôi đã đưa cô Trịnh về nhà. Nhưng tôi thấy có vẻ bạn trai cũ của cô ấy cứ lén la lén lút ở cổng nhà. Xin phép mọi người. Sao sếp Thời đã về rồi? Thư Ý, anh muốn làm gì? Nhạc Tinh Châu, anh đang đột nhập vào nhà riêng đấy. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Thư Ý, anh có lỗi với em. Anh biết là anh có lỗi với em. Muốn xưng tội thì anh đi chỗ khác mà xưng. Nhà tôi không phải là nơi thu gom rác. Bỏ tay ra. Thư Ý, chẳng lẽ em không còn cảm giác gì với anh sao? Anh nhìn gì thế? Anh đang nhìn, nhìn dáng vẻ em đầu bù tóc rối, bị anh hôn đến thần hồn điên đảo. Chờ anh quay lại. Anh phải về rồi à? Không nỡ để anh về sao? Không phải. Anh về đi, em còn phải ngủ. Em đừng ngủ, chờ anh. Cũng đừng mở cửa cho người lạ. Nghe thấy chưa? Em biết rồi. Anh mau đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, được không? Chuyện của chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi. Nếu cậu còn suy nghĩ gì khác thì hãy từ bỏ ngay lập tức. Nếu tôi còn thấy cậu quấy rầy cô ấy, tôi không dám đảm bảo là mình sẽ không làm gì đâu. Tự cuốn xéo đi. Đừng bắt tôi phải ra tay. Anh quay lại nhanh vậy? Xin lỗi, vừa nãy trên đường xảy ra sự cố nên tôi mới tới muộn. Mong cô đừng khiếu nại tôi nhé. Không sao đâu. Cảm ơn anh rất nhiều. Hay tôi phát lì xì cho anh. Tôi giao hàng muộn mà cô còn phát lì xì cho tôi. Có phải là do đói quá không? Chúc cô ăn ngon miệng. Cảm ơn cô.
Alo, gì thế? Không lẽ cậu đang ở cùng Thời Yến sao? Sao trước kia tớ không biết cậu là người có sắc quên bạn thế này nhỉ? Anh ấy vừa đi rồi. Trước kia chắc là tớ chưa gặp được người phù hợp. Thôi đủ rồi, tớ không muốn nghe. Cậu đúng là mèo mù dớ với chuột chết. Cậu nói ai là chuột chết, ai là mèo mù? Là ai thì người đó tự biết. Mà tối nay cậu vừa mới quay về từ Quỳnh Hải mà. Lúc nãy hai người vừa làm gì thế? Lúc nãy cậu nói đi mà. Có đúng không vậy Trịnh Thư Ý? Cậu giỏi lắm đấy. Nói nhăng cuội gì thế? Bọn tớ chỉ là chỉ hôn nhau thôi, cậu hiểu không? Hôn nhau. Được rồi. Không có sau đó à? Người ta bận rộn lắm, tranh thủ tạt qua gặp tớ thôi. Nếu biết trước anh ta dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy, lúc trước còn phải lo lắng làm gì chứ? Em đừng ngủ, chờ anh nhé. Em muốn đi đâu vậy? Muốn đi vào tim anh. Sao vậy? Anh là gì của em mà muốn vào nhà em? Anh là chủ nhà của em. Khu chung cư này cũng là tài sản của anh ấy sao? Không phải là em muốn đi vào tim anh sao? Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu vậy? Không nhiều lắm. Chẳng khách sáo gì cả. Anh say rồi à? Hơi hơi. Người ta nói người hay đeo kính không thích người khác chạm vào kính của mình. Nếu họ tháo kính ra sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Em chỉ muốn xem nếu tháo kính ra thì anh có nhìn rõ không thôi. Chỉ cần nhìn rõ em là được rồi. Người này lúc uống rượu bị gì vậy? Sao lại như trở thành một người khác? Ngày mai anh tỉnh lại, liệu còn nhớ những chuyện xảy ra hôm nay không? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Gọi em là cục cưng đi. Gọi cục cưng đi. Cục cưng. Ngày mai liệu anh còn nhớ những lời đã nói hôm nay không? Hay là tỉnh rồi lại trở về với cái mặt lạnh băng?
mặt lạnh băng thì em còn thích không? Mà em mặc kệ. Nếu ngày mai anh không thừa nhận thì em sẽ viết bài báo tố anh bạc tình bạc nghĩa. Vậy thì lưu lại chứng cứ đi. Đây chính là chứng cứ. Lưu lại đi. Để anh ôm một lúc đi. Không thoải mái à? Để em nấu canh giải rượu cho anh.越装作潇洒，越是放不下。